Ok rồi chị. Em muốn hỏi thêm một câu cuối trước khi kết thúc là ví dụ một cái gia đình mà có hai đứa con, một đứa học lớp 9 lớp 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 9, lớp 8 lớp 9 gì đó, rồi một đứa là học lớp lớp 1 lớp 2 à. Thì bây giờ đứa lớp 9 nó đã qua bên đây, nó ở homestay rồi, nó đi học học điểm của nó học rất là tốt rồi. Thì vì mà mẹ nó thì không có ở bên này, ba mẹ ở Việt Nam hết để nuôi đứa bé nhỏ đó. Thì bây giờ mẹ muốn qua bên này với lại đứa bé nhỏ luôn qua bên này, thì cái trường hợp đó thì mình làm sao cho tốt? Mẹ vẫn làm visa du học làm giám hộ cho con thôi, nhưng vấn đề Dạ. là cái chứng minh tài chính của mẹ nó có ổn hay không thôi. Dạ. Trường hợp chứng minh tài chính ổn thì nó được Dạ. à, tại vì nếu mà mẹ đi qua thì mẹ làm giám hộ cho con, đứa bé kia nó vẫn có thể ở homestay, tại Dạ. vì nó trên 10 13 tuổi thì nó vẫn có thể ở homestay và giám hộ của trường. Còn đứa bé sau thì mẹ làm giám hộ cho con, nhưng vì mẹ là người giám hộ nên mẹ không được phép đi làm Đúng rồi, mà con lại phải đi học, cho nên vấn đề chứng minh tài chính của hai mẹ con cũng khá là nhiều. Một năm bình quân phải chứng minh tới cả 1,5 tỷ đó, tại vì đứa bé lớn nữa thì nên hồng hồng nó lên gần 2 tỷ, còn hồng 2 tỷ cho cả nhà đó, về mặt thu nhập thì nó cũng không có dễ lắm. Còn cách khác khác là chị thấy có một số anh chị ở đây đang làm là chuyển qua visa định cư cho gia đình đó, ví dụ như mẹ hoặc là cha ở Việt Nam có bằng cấp, có tiếng Anh, họ có thể làm một sự định cư, sau đó họ chuyển, họ ghép đứa con đang ở Úc nó vô trong một sự định cư của mình để cả nhà được đoàn tụ và họ đi theo con đường định cư cho đỡ tốn kém. À, vậy thì phải xem thử cho mẹ có đủ điều kiện về tiếng Anh hay không, hoặc là đủ điều kiện về mặt bằng cấp, kinh nghiệm làm việc để nộp một cái visa lao động định cư nào đó. Mà chị nghĩ rằng là đi theo cái con đường định cư á, Nhanh nó hơn khả đúng dĩ hơn là đi không? Dạ theo đúng con rồi. đường du học. Đi học. Tại vì bản thân chị nghĩ rằng là đứa bé đầu mà nó muốn ra trường định cư được rồi muốn bảo lãnh cho mẹ đi qua đó thì rất là lâu. Rồi lên tới gì 3 năm đại học nữa, cộng với 3 năm phổ thông, 6 năm, ra trường sang định cư nó khoảng vòng đến 8 năm. Mà 8 năm mới định cư được rồi á, nó bắt đầu nó bảo lãnh thì đứa bé sau nó cũng lên tới lớp 12, 12 rồi. Mà trong nếu mà mẹ và con đi qua mà làm giám hộ thì tiền chi phí, nộp phí và học phí cho đứa cả nhà nó quá nhiều đi. Em tính ra nó quá nhiều đúng không? Phải 8 năm đó học phí của một thằng lớn không, nó đã lên tới một năm bình quân 30 ngàn thì nói như vậy vậy. Nó đã là 210 ngàn cho 7 năm đó rồi. Thêm mẹ với em nữa thì cả đóng tiền thì cha ở nhà gánh không nổi đâu. Và hồng hồng cái nhà này sẽ mất lên tới khoảng 7 tỷ, ít nhất là 7 tỷ. Vậy thì nếu như vậy thì làm cái chương trình đi định cư, thậm chí kể cả là mua một cái công ty, một cơ sở kinh doanh rồi đầu tư làm ăn bên kia, rồi sau này mình đi qua đi lại rồi mình được định cư cũng đồng cách của người ta nghĩ này này kia. Nhưng mà có này là lấy cái visa gì để mà ở lại bên Úc á, nhiều khi người ta nghĩ chuyện mua một cái cơ sở để mà làm việc bên đó rồi ở lại nuôi con ăn học rồi mình định cư được, cả nhà được định cư, nhưng mình cái visa gì để đi qua đó rồi ở lại được thì cũng là một vấn đề. Ở trước đây có thể là dùng visa du học để đi qua rồi mình mở doanh nghiệp, rồi mình vừa học vừa làm thì được trong điều kiện làm việc của cái visa đi học, nó có điều kiện làm việc á, để mình run một cái business, rồi business nó hoạt động được 2 năm là nộp visa 188, rồi sau đó thì cả nhà được định cư, cái doanh nghiệp đó vẫn là của mình. Thì cái vấn đề đó hồi trước thì nghĩ là có nhiều công ty họ làm, mà trong năm năm nay thì du lịch không chuyển qua được, lập từ Việt Nam qua thì thấy nó cũng khó khăn quá, nên chị nghĩ là nó cũng không còn mở cửa đâu, nó không còn thông thoáng như trước. Thì chị phải xem tới độ tuổi của các anh chị như thế nào, hoặc là đi visa thương nhân ở Việt Nam. Và thương nhân ở Việt Nam thì cũng phải xem xét tới là cái việc góp vốn cổ đông chiếm 30% trở lên trong cái vốn điều lệ của công ty, hoặc là cái gia đình đó họ có công ty Việt Nam hay không, hoặc là người ta phải bắt đầu gầy hồ sơ. Nhưng mà người ta có gầy hồ sơ nữa thì ta định cư trong vòng 3 năm sau chị thấy vẫn ok hơn là đi du học, tại vì nó kéo dài lên tới, nó thiệt sự luôn là để một đứa bé định cư ban đầu rồi lãnh cái nhà vô á, em nãy chị chưa nói tới cái chuyện là xét visa con cái của lãnh cha mẹ rất là lâu, và thêm số tiền mà phải đóng tiền phí chính phủ là contributory á, cái phí mà trả chính phủ bốn mấy ngàn, 50 ngàn cho mỗi người cha, mỗi người mẹ đó, là gần cả 100 ngàn rồi đúng chưa, rồi phí luật sư cái này cái kia nữa thì nó quá nhiều tiền, nó quá nhiều tiền. Ngoài cái chuyện là chờ lâu là 5 6 năm, bây giờ visa mà con cái lẫn cha mẹ mà đóng tiền á chờ cũng 5 6 năm này. Rồi tiền cái trả cho chính phủ thêm, thì hồng hồng á là cái đứa bé mà phía sau này nè, đứa bé mà hồng mấy là nó cũng vượt tuổi 23 mất tiêu quá nha, để mà vô trong hồ sơ con cái có lãnh cha mẹ mà ghép cùng hồ sơ của cha mẹ à, nó vượt đó, đứa sau nó vượt mất rồi thì làm sao lại cho nó đi du học, không biết là lại cái nuôi đứa bé này đi học mấy hả, nó cũng cũng không khả thi được. Mà mình tài chính thì dĩ nhiên là có giới hạn, thì dĩ nhiên là thì mình phải suy nghĩ là làm gì tốt hơn, chứ không phải là đâm đầu qua bằng cái visa giám hộ cho con để mà vừa làm kiếm tiền nuôi một đứa bé đi học ở Úc, rồi vừa đi làm kiếm tiền, nó thì luôn nuôi một đứa thì được, nuôi hai đứa không không nổi đâu. À, thì nó luôn là như vậy, mà giờ nó kéo dài mấy một năm 2 năm thì cũng nói 8 năm, 8 năm rồi sau đó mới làm hồ sơ lãnh cha mẹ thì có lên tới 12 năm đi, chị nói ví dụ 12
đứa bé sau nó cũng vượt. Rồi tiền mà để chi trả cho toàn bộ số tiền trong suốt mười mấy năm trời đó là cả một đống tiền. Em thử tính một bài toán ra mà xem, nó thiệt là 7-8 tỷ đâu, không phải đâu, gần cái chục tỷ đó. Người đó đi làm kiếm được tiền đóng được 5 tỷ thì cũng mất thì khoảng 5 tỷ là tối thiểu, mà dù tuổi mình lớn mất rồi thì nó cũng không còn là một cái giải pháp tối ưu nữa. Tốt nhất là đi theo visa thương nhân, nếu mà người đó chứng minh tài chính được thì theo thương nhân, hoặc là lâu mà học bằng cấp nghề ở đây rồi làm visa lao động. Tại vì nãy chị nói cái chương trình 482 giới hạn tuổi là 50 tuổi đúng chưa, cái visa ENS giới hạn tuổi là 55 tuổi, chị sẽ lấy cái visa lao động đi theo vùng Đam Á là vẫn ok. 55 tuổi mà đóng hả, đi lâu mà học tiếng Anh đi, đi 482 IELTS 5 chấm, đi qua gia hạn một lần ở trên vượt 45 tuổi cho luôn, cho vượt 45 tuổi cũng ok, trong thêm một lần là 45 tuổi đi vẫn còn được, đi qua đó 4 năm sau ra học tiếng Anh rồi đi kiếm doanh nghiệp ở vùng Đam Ma, hoặc là người vợ đi qua bằng lao động, người chồng đi qua được làm toàn thời gian, bất cứ giới hạn, không giới hạn thời gian, không biết hạn chỗ làm gì thì mua doanh nghiệp bằng cái ông đó, ông đó đi bằng bài visa thương nhân để mà trốn tiếng Anh thì cũng là một cách. Chị thấy đó cũng 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 khả thi hơn là đi dạng du học mà đùm đùm đi đề qua rồi sau đó là cũng là đóng tiền á, mà ở phía sau thì thấy một mịt mờ đó. Nó thì cần mịt mờ, ngoại trừ những người giàu có, những người có tiền nhiều thì cái câu chuyện đó là bình thường, tại vì ông chồng ở Việt Nam dư sức cũng phải 1 năm 2 tỷ cho mẹ mẹ con ở bên kia cũng làm gì làm, còn rồi từ từ ông ở đây ông du ghế ở đây ông làm gì ông làm, mẹ bên kia cũng là cùi thiệt sự luôn á, ở bên kia mà mười mấy năm trời chồng ở Việt Nam một nơi vợ ở một ngã, có thấy thỏa đáng không? Không hề, không thấy một yên tâm chút nào, có khi ông ở đây ông có mèo mất tiêu rồi, bà bên kia bà chịu không đổ bắt cái chồng mất tiêu rồi đúng không? Cho nên là nói thiệt luôn là cái việc mà visa mà đi làm giám hộ cho con rồi kéo dài thời gian lưu trú để mà đi làm kiếm tiền nuôi con là một cái sự đánh đổi khá là nặng. Có những người sau đó ly hôn luôn, chị thấy có trường hợp ly hôn luôn á, vợ đi đường vợ chồng đi đường chồng, hoặc là cái kinh tế mà rất là khá giả thì ông chồng phải liên tục bay qua thăm vợ con thì nó cũng tốn kém lắm. Và nói chung là về tính toán và toán kinh tế nói chung thì thấy không có lợi ích mặt kinh tế. Cho nên theo như chị thì thấy cái giải pháp là đi tìm công ty bảo lãnh ở vùng Đa Ma, đi theo chương trình lao động là khả thi. Tiếng Anh thì còn 5 chấm bình quân, không phải là dưới 4, nó cũng khá là khả dĩ, có thể làm được. Và độ tuổi nó cũng giới hạn là 55 rồi, rồi đâu có phải thấp đâu, đúng không? Rồi có kêu có học tiếng Anh rồi, học bằng nghề, học đầu bếp, có kêu mở cái nhà hàng, mua đại luôn cái nhà hàng luôn, ở vùng Đa Ma thì cũng còn đẹp. Chị nói thiệt á, chị sẽ làm được hướng đó. Tại vì trong vòng 3 năm là cả nhà cũng như đoàn viên, là có thể vừa không ăn việc làm tốt, thu nhập ổn định, con cái có thể gần gũi cha mẹ hơn, vợ chồng gần gũi nhau, chứ không có lấy cái visa làm giám hộ đi đi qua bên kia rồi cứ duy trì như vậy đó. Rồi nó thiệt sự luôn đó, về mặt tài chính là không thể nào gánh được hai đứa nhỏ vừa học vừa làm như vậy. Nếu có gánh thì người mẹ nó cũng phải siêu hạng lắm, hoặc là gia đình nó rất giàu mà mở công ty kinh doanh cái gì đó, biết cách kinh doanh làm ăn thì nó lại khác. Còn không là visa giám hộ là visa đi làm chui, cho nên bắt một người mẹ đi làm chui, đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa con là khả năng rất khó khó. Còn ông cha Việt Nam mà có cho dù cho nó là bài toán nó có đúng đi đúng đường luôn nha, mười mấy năm sau cả nhà mới được định cư á, là quá ư là tham gom, quá ư là rủi ro đi, chị thấy là như vậy. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi hẹn lần Ở đây sau nghe mình nó hỏi khác. tiếp. Rồi, cảm ơn chị. Bye Bye nha. bye Bye nha. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.